Chào các bạn đến kênh xe dòng cách 24 giờ. Yamaha M-Lax đầy phong cách của dân chơi Thái. Chiếc nước cơ bay 150 phân khối của nhà Yamaha đang tạo nên cơn sốt trong giới chơi xe tại khu vực Đông Nam Á. Mang ngoại hình thể thao đầy ấn tượng, đó là điểm thu hút của các tín đồ chơi xe. Ra mắt cũng đã được một thời gian dài. Chiếc xế này nay xuất hiện khá nhiều bản độ từ các tay chơi. Chiếc M-Lax dưới đây, chiếc xế thay đổi chút ít so với nguyên bản nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của nó. Yamaha M-Lax độ của dân chơi Thái. Mang thiết kế góc cạnh, dàn đầu gây ấn tượng với các tín đồ chơi xe. Xe còn sở hữu cặp phuộc giảm sóc hành trình ngược nổi bật ở phía trước và là điểm nhấn của chiếc xế. Xe thay đổi đôi chút nguyên bản như được trang bị cặp tay Rexona, kiến gù CRR, ghi đông CTI. Cặp lớp của chiếc xế cũng được thay thế bằng vỏ Velux Rubber thể thao hơn. Cụm dây chống bùng sau được loại bỏ thay đó là bộ gắn phát biển số Universal cùng với cặp xi nhan Rexona Action. Các chân của xe cũng được độ lại với bộ số gãy RSV Racing nổi bật và sắc sảo hơn. Bên cạnh cabo rolling Fustum cho âm thanh quy lực và mạnh mẽ. Một bản độ đơn giản nhưng đủ ấn tượng với các tín đồ chơi xe. Động cơ của M-Lax loại 150 phân khối, cylinder SOC làm mát và dung dịch. Phun xăng điện tử công suất 17 mã lực tại vòng tua máy 8.500 một phút. Mô men xoắn cực đại 15 Nm tại 7.500 một phút, hộp số 6 cấp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like, share và subscribe.